Bài đăng mới nhất của Grammatic trên trang cá nhân trước thắc mắc của nhiều người về vấn đề casting rap Việt mùa 2 vừa qua đã và đang thu hút được sự quan tâm lớn của khán giả. Đặc biệt, khi anh chia sẻ và nhắc đến một trong những kỹ năng rap cơ bản nhất để kiểm tra các thí sinh, nam rapper cho biết, về mặt nội dung, logic, đối với những bạn sử dụng cách gieo phần quá thông dụng ví dụ như rap Việt, khác biệt, ác liệt, các kiểu mà không có sự nổi bật, khác lạ về lời, thì bọn mình cũng sẽ không lựa chọn. Lời nhắn nhủ của anh khiến những fan rap ngay lập tức nhận ra sự tương đồng khi đây chính là đoạn gieo vần quen thuộc của Trác Bát Quái. Trong phân đoạn của AC cũng có câu, dù rap với tao nó thật là thiệt, rap Việt, ác liệt, khắc nghiệt là thật và di tụi tao khác biệt là thật. Dù không biết vô tình hay hữu ý nhưng cộng đồng mạng đã tinh ý nhận ra. Lấy ví dụ về việc gieo vần thông dụng ở rap Việt trên, nhiều fan cho rằng anh tranh thủ cả khi AC, người đã từng có những màn beat vô cùng nảy lửa, cay cấn với mình trong quá khứ. Trong buổi casting rap Việt hôm 13 tháng 4 vừa rồi, các thành viên G-Farm cũng xuất hiện khiến rap fan lại hào hứng hơn cả. Khán giả đều mong muốn sẽ được chứng kiến những cuộc chạm trán duyên nợ dù ở bất cứ vai trò nào. Mới đây trên Facebook cá nhân của BJ cũng đã đăng trạng thái để chia sẻ với các thí sinh mới trải qua vòng casting chương trình rap Việt mùa 2. Anh cho biết, mình cũng đã thi rớt từ vòng gửi xe khi vào SSA và GOD, còn riêng GVA thì anh đã rớt tới 3 lần và cuối cùng mới được vào trong Next G. Nên có rớt thì đừng nản chí, hoặc là chưa phải lúc, hoặc là giám khảo không hợp tai mình thôi. Nam rapper cho biết thêm, theo mình thấy thì trong cái rap game này thì chỉ sợ bạn không đủ lì thôi, chứ không sợ không nổi tiếng. Vì vậy hãy ngẩng đầu lên. Rap Việt các bạn trượt là một chương trình truyền hình, chứ không phải là rap Việt. Chia sẻ này là động lực cho các rapper trẻ mới khác, có thêm động lực trong các cuộc thi sau. Chia sẻ cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trên đây là bản tin mới nhất của Hay Ho Rap Việt. Bấm đăng ký ủng hộ và cập nhật tin tức mới nhất.